Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Nồi hầm Rabotino và Verbovoi đã biến thành nghĩa địa thiết giáp phương Tây. Không phải F-16, điều sư Gripen mới là tiềm kích mà không quân Ukraine muốn có. Ngoại trưởng Nga có sự ám ảnh khiến phương Tây quên mất sự sống còn của chính mình. Nga tung binh lực khắp mặt trận, Ukraine hứng tổn thất nặng nề. Láng giềng Ukraine quyết xây dựng lục quân mạnh nhất châu Âu. Cử chỉ bất ngờ của ông Zelensky với Ba Lan giữa căng thẳng ngũ cốc. Tổng thống Ukraine dừng chân ở Ba Lan trao giải cho hai tình nguyện viên. Nồi hầm Rabotino và Verbovoi đã biến thành nghĩa địa thiết giáp phương Tây. Ukraine đã mất một lượng lớn thiết giáp phương Tây tài trợ trong nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga theo hướng Rabotino-Verbovoi. Theo tờ Washington Post của Mỹ, khu vực xung quanh hai ngôi làng vốn bị các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công trong thời gian dài đã biến thành nghĩa trang dành cho xe bọc thép, chủ yếu có nguồn gốc từ phương Tây. Ấn phẩm Washington Post trích lời của một trong những chỉ huy của đơn vị tấn công đường không chiến đấu theo hướng này đã xác nhận việc mất nhiều thiết bị quân sự gần Rabotino và Verbovoi trong các cuộc tấn công. Chúng tôi đã mất rất nhiều trang thiết bị ở đó. Theo vị sĩ quan Ukraine, trên hướng Zaporizhia, họ đã tổn thất nhiều xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức và xe bọc thép chở quân Skyker do Mỹ chế tạo vừa được tăng cường thời gian gần đây. Theo dữ liệu mới nhất từ tiền tuyến, các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng xe bọc thép. Điều này có thể dẫn đến việc họ bị tiêu diệt hoàn toàn do không thể sơ tán nhanh chóng khỏi chiến trường. Ngoài ra, tình trạng những người bị thương bị bỏ lại trên chiến trường không được chăm sóc y tế cũng là vấn đề đáng báo động khác, gây ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của binh sĩ. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã gián tiếp xác nhận tổn thất lớn về xe bọc thép, nói rằng quân đội nước này hiện đang sử dụng chiến thuật tấn công theo nhóm nhỏ. Cụ thể, đội hình tiến công không có xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân cũng như xe tăng yểm trợ. Phương thức trên giúp họ có thể tiến lên mà không cần quan tâm đến điều kiện thời tiết và địa hình đang trở nên ngày càng bất lợi sau những trận mưa lớn dẫn tới bùn nhão. Không phải F-16, điều sư Gripen mới là tiềm kích mà không quân Ukraine muốn có. Trong khi vẫn mong mỏi chờ nhận được F-16 từ các nước NATO, Ukraine vẫn đang dấy lên hy vọng có một loại chiến đấu cơ tối tân nữa. Những chiếc JAS-39 Gripen có biệt danh là điều sư của Thụy Điển. Ukraine cũng muốn có Gripen. Theo một báo cáo mới, Thụy Điển đang xem xét khả năng gửi máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen tới Ukraine khi Kiev tiếp tục thúc đẩy các quốc gia phương Tây viện trợ các máy bay tiên tiến cũng như tăng tốc chương trình huấn luyện từ Mỹ cùng các đối tác ở châu Âu. Chiếc máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất từ lâu đã đứng đầu danh sách vũ khí mà Ukraine mong muốn được NATO viện trợ. Dù Washington mới đây đã bật đèn xanh để các nước sở hữu F-16 chuyển giao loại chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất này cho Ukraine, nhưng Kiev cũng rất quan tâm đến một loại tiềm kích uy lực khác, đó là JAS-39 Gripen, máy bay chiến đấu đa năng do Thụy Điển sản xuất. Ukraine tin rằng những chiến đấu cơ này có thể mang lại cho lực lượng không quân của họ, hiện bao gồm các máy bay chiến đấu thời Liên Xô, một sự tăng cường sức mạnh rất cần thiết trên bầu trời. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Thụy Điển cách đây hơn một tuần và đề nghị Stockholm viện trợ một số máy bay chiến đấu Star-up JAS-39 Gripen của nước này cho Kiev. Chính phủ Thụy Điển cũng đã có kế hoạch xem xét liệu có thể gửi JAS-39 Gripen tới Ukraine hay không, theo đài phát thanh nhà nước Thụy Điển đưa tin. Điều quan trọng nhất với Thụy Điển là cần đánh giá xem việc chuyển giao những chiếc JAS Gripen có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sẵn sàng phòng thủ của đất nước hay không, và những chiếc máy bay mới có thể được chế tạo nhanh chóng cỡ nào để kịp thời thay thế những chiếc được giao cho Kiev. Sự phù hợp với tác chiến bất đối xứng. JAS-39 Gripen là loại máy bay chiến đấu đa chức năng siêu âm một động cơ hạng nhẹ do Tập đoàn Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng SAAB của Thụy Điển sản xuất. Gripen, tiếng Anh Griffin, tiếng Hy Lạp Griffon, trong văn hóa phương Tây là một sinh vật huyền thoại với thân, đuôi và chân sau của sư tử, đầu và cánh của đại bàng và móng vuốt đại bàng ở chân trước. Nhưng chỉ cái tên điều sư không đủ khiến những chiếc JAS-39 Gripen trở thành con quái vật đáng sợ trên bầu trời. JAS Gripen được thiết kế với ý tưởng cho những cuộc chiến chống lại các lực lượng không quân hung hậu mà Thụy Điển có thể phải tham chiến trong hoàn cảnh không được trợ giúp từ NATO. Do đó, chiếc máy bay này được các chuyên gia đánh giá là đặc biệt phù hợp với chiến tranh bất đối xứng. Ưu điểm đầu tiên của JAS-39 Gripen là nó cực kỳ nhanh nhẹn. Với một thiết kế có lực cản thấp cho nó bay nhanh hơn,
tầm hoạt động rộng hơn và mang trọng tài lớn hơn. Sự kết hợp cánh tam giác và cánh mũi khiến JAS-39 Gripen có các đặc tính bay và khả năng cất cánh, hạ cánh tốt hơn nhiều chiến đấu cơ cùng thế hệ 4+. Các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến của một cường quốc công nghệ như Thụy Điển tích hợp vào JAS-39 Gripen biến nó trở thành một chiếc máy bay lập trình được. Điều sư cũng có một thiết bị tác chiến điện tử lắp đặt sẵn, khiến nó có thể mang theo nhiều vũ khí ở thân ngoài hơn, bao gồm các loại tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất tiên tiến và bom thông minh mà không mất đi các khả năng tự vệ. Dễ bảo trì và tương thích với không quân Ukraine. Nhưng điểm mạnh nhất của JAS-39 Gripen là chúng có chi phí vận hành thấp, cần ít không gian đường băng để cất cánh và hạ cánh, có thể hoạt động ở những địa điểm gồ ghề, khắc nghiệt và dễ bảo trì. Những chiếc điều sư này chỉ cần một đường băng dài 800m và thời gian chuẩn bị không quá 15 phút để có thể xuất kích. Các chuyên gia tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia RUSI có trụ sở tại Anh cho biết, điều đáng chú ý là trong số các máy bay chiến đấu hiện có của phương Tây có thể được cung cấp tới Ukraine, cho đến nay Star Gripen CD của Thụy Điển là ứng cử viên phù hợp nhất xét về yêu cầu hoạt động. Các chuyên gia của RUSI viết, về mặt khái niệm, không quân Thụy Điển luôn nhấn mạnh chiến thuật chiếm ưu thế trên không ở cấp độ thấp từ các căn cứ phân tán theo cách tương tự như cách không quân Ukraine hiện đang hoạt động. Và do đó, Gripen được thiết kế với các thiết bị hỗ trợ mặt đất và yêu cầu bảo trì tương thích với cách tiếp cận đó. Tuy phù hợp như vậy, song theo các chuyên gia quân sự, ngay cả khi Stockholm đồng ý gửi JAS-39 Gripen tới Ukraine, vẫn sẽ mất một thời gian để xem xét việc chuyển giao và sau đó đào tạo phi công cho Kiev. Do đó, các máy bay chiến đấu này, kể cả được chuyển giao ngay trong năm nay, thì sớm nhất đến giữa năm 2024, chúng mới có thể xuất kích trên chiến trường. Thông số kỹ thuật JAS-39 Gripen, phi hành đoàn 1 người với JAS-39C, 2 người với JAS-39D, dài 14,9m với JAS-39C, 15,6m với JAS-39D, sải cánh 8,4m, cao 4,5m, diện tích cánh 30m2, tổng trọng lượng rỗng 6.800kg, trọng lượng cất cánh tối đa 14.000kg, dung tích nhiên liệu 3.000 lít trong khoang và 3.500 lít ở hai thùng dầu phụ, tải trọng vũ khí 5.300kg, động cơ 1 nhân Volvo RM12 có buồng đốt lần 2, tốc độ tối đa Mach 2 2.100km/h, bán kính chiến đấu 800km, tầm bay 3.200km, trần bay 15.240m, quãng đường cất cánh 400m, quãng đường hạ cánh 500m. Vũ khí được trang bị một pháo 27mm Mauser BK-27 với 120 viên đạn chỉ có ở bản một chỗ ngồi, 8 mấu treo với tải trọng 5.300kg gắn được các loại vũ khí sau, 6 tên lửa không đối không IRIST RB.98 hoặc AIM-9 Sidewinder RB.74 hoặc Andater, 4 tên lửa không đối không MBDA Meteor RB.101 AIM-120 AMR-AAM RB.99 hoặc MDDA Mika, 4 tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick, 2 tên lửa hành trình KEPD-350 tầm bắn 500km, 2 tên lửa chống hạm RPS-15F tầm bắn 100km, 4 bom dẫn đường bằng laser GBU-12 Pathway 2, 8 bom thông thường Mach 82, 16 bom lượn dẫn đường chính xác GBU-39. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng phương Tây thực tế đang tuyên chiến với Nga. Ông cũng khẳng định một trật tự thế giới mới đang dần hình thành và phương Tây cần thừa nhận sức mạnh của Nam bán cầu. Phương Tây ám ảnh về việc đem lại thất bại chiến lược cho Nga. Ngoại trưởng Nga Lavrov phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23 tháng 9 rằng các chính trị gia phương Tây bị ám ảnh bởi ý tưởng mang lại một thất bại chiến lược cho Nga đến mức họ đã phải đặt bản thân và quốc gia của mình vào tình thế nguy hiểm. Ông nói thêm, cảm giác không bị trừng phạt kéo dài đã khiến cho phương Tây mù quáng trước những rủi ro đối với sự sống còn của chính mình. Tiêu gây ra thất bại chiến lược đối với Nga đã được tuyên bố. Ông Lavrov nói về các chính sách hiện tại của Mỹ và các đồng minh. Nỗi ám ảnh này cuối cùng đã làm mờ tầm nhìn của các chính trị gia liều lĩnh, những người cảm thấy mình không bị trừng phạt. Ông cảnh báo và nói thêm rằng trong lúc đó họ mất đi ý thức tự bảo vệ mình. Nguy cơ các điểm nóng mới ngoài châu Âu. Bộ trưởng chỉ ra một loạt cuộc tập trận gần đây của NATO, theo ông, liên quan đến việc mô phỏng các kịch bản tấn công hạt nhân chống lại Nga. Theo ông Lavrov, những cuộc tập trận này với sự tham gia của quân đội Mỹ và các đồng minh châu Âu là chưa từng có kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Ông nói thêm rằng Washington cũng đang tích cực tìm cách
phô trương sức mạnh quân sự của mình ở châu Á-Thái Bình Dương thông qua việc thiết lập các liên minh chính trị quân sự với các quốc gia như Úc, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản và thúc đẩy họ hợp tác chặt chẽ hơn với NATO. Những hành động như vậy có nguy cơ tạo ra một điểm nóng địa chính trị bùng nổ mới ngoài châu Âu. Ông Lavrov cho rằng các quốc gia phương Tây hiện đại đang thẳng thừng bác bỏ nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đồng thời cho biết thêm rằng điều này có nghĩa là phương Tây hoàn toàn khó thay đổi trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông nói những người châu Âu và Mỹ vốn quen thuộc với việc coi thường phần còn lại của thế giới đang đưa ra những lời hứa trái và phải, bao gồm cả những lời hứa ràng buộc về mặt pháp lý, và nói thêm rằng tất cả những lời hứa này cuối cùng đều bị thất hứa. Cần thừa nhận sức mạnh kinh tế và tài chính của Nam Bán Cầu. Ông nói rằng cộng đồng quốc tế rất cần xem xét lại trật tự thế giới hiện tại. Ông nói Mỹ và các đồng minh cuối cùng nên từ bỏ việc kiềm chế các quốc gia khác một cách giả tạo và thừa nhận sức nặng kinh tế và tài chính của Nam Bán Cầu, đồng thời kêu gọi phân phối lại hạn ngạch và quyền biểu quyết với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Bộ trưởng Nga nêu rõ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng cần mở rộng để bao gồm các thành viên đại diện cho đa số toàn cầu, các quốc gia châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Ông nói thêm, bất kỳ thành viên hội đồng mới nào cũng phải có chính quyền trong khu vực của họ, cũng như các tổ chức toàn cầu như phong trào không liên kết hoặc tổ chức hợp tác Hồi giáo. Cơ hội cho trật tự thế giới dân chủ. Ngoại trưởng Nga cho biết, lần đầu tiên kể từ năm 1945, khi Liên Hợp Quốc được thành lập, thế giới có cơ hội thiết lập một trật tự thế giới dân chủ thực sự. Phần lớn toàn cầu, tức là các quốc gia châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin, đang ngày càng tìm kiếm độc lập và bình đẳng, cũng như sự tôn trọng chủ quyền của mình trong quan hệ quốc tế. Lavrov nói và thêm rằng, điều đó khuyến khích sự lạc quan ở những người tin vào luật pháp quốc tế và tìm kiếm sự hồi sinh của Liên Hợp Quốc với tư cách là cơ quan điều phối trung tâm của nền chính trị thế giới. Bộ trưởng nói rằng các quốc gia nên đồng ý cùng nhau giải quyết các vấn đề chung trên cơ sở cân bằng lợi ích công bằng. Bộ trưởng Nga chỉ ra rằng Mỹ và các đồng minh đang tìm cách ngăn chặn sự khởi đầu của một trật tự thế giới đa cực, đặc biệt bằng cách khuấy động các cuộc xung đột nhằm chia rẽ nhân loại một cách giả tạo thành các khối thù địch và ngăn cản họ đạt được các mục tiêu chung. Ông nói phương Tây muốn thế giới chơi theo những luật lệ khét tiếng và ích kỷ của mình, đồng thời nói thêm rằng cộng đồng quốc tế thay vào đó nên phấn đấu vì một thế giới nơi mọi người đồng ý về cách giải quyết vấn đề cùng nhau trên cơ sở cân bằng công bằng vì lợi ích. Lệnh trừng phạt của phương Tây làm tổn thương thế giới. Nga đang kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức và đầy đủ các lệnh trừng phạt đối với các quốc gia như Cuba, Venezuela và Syria, ông Lavrov nói, đồng thời cho biết thêm rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương như vậy vi phạm trắng trợn nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của các quốc gia và can thiệp vào hoạt động của các quốc gia này, quyền phát triển. Ông nói thêm, người ta nên chấm dứt bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào được áp đặt bằng cách lách luật Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như hành vi của phương Tây nhằm vận dụng các chính sách trừng phạt của mình để gây áp lực lên những người được coi là không mong muốn. Lập trường của Nga về xung đột ở Ukraine. Moscow sẵn sàng đàm phán về cuộc xung đột đang diễn ra với Kiev bất cứ lúc nào, ông Lavrov nói trong cuộc họp báo bên lề Hội nghị Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Nga sẽ không xem xét bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến lệnh ngừng bắn. Ông nói thêm rằng Moscow và Kiev được cho là gần như đã đạt được thỏa thuận trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột sau một loạt cuộc đàm phán ở Belarus, để quá trình này bị gián đoạn mà phía Nga cho là do những người phương Tây ủng hộ Ukraine. Putin đã nói rất rõ ràng, vâng, chúng tôi sẵn sàng đàm phán nhưng chúng tôi sẽ không xem xét bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào vì chúng tôi đã làm như vậy một lần và đã bị lừa. Phương Tây đang thực tế tiến hành chiến tranh với Nga. Ngoại trưởng Nga Lavrov còn nói rằng phương Tây đang trực tiếp gây chiến với Moscow. Một nhà báo đã hỏi ông Lavrov rằng tại thời điểm nào Mỹ sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại Nga thay vì tham gia vào một cuộc xung đột ủy nhiệm. Bạn có thể gọi đây là bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng họ đang trực tiếp gây chiến với chúng ta. Chúng ta có thể coi đây là một cuộc chiến hỗn hợp, nhưng điều đó không thay đổi được thực tế, ông Lavrov nói. Ông Lavrov cho biết Mỹ và các nước đang cung cấp số lượng vũ khí ngày càng lớn cho Kiev, trong khi các vệ tinh quân sự và máy bay tình báo của các nước này cũng được sử dụng để chống lại Moscow. Ông giải thích các quốc gia phương Tây đang gửi vũ khí đến Kiev và huấn luyện quân đội của nước này. Vì vậy, trên thực tế, họ đang chiến đấu chống lại chúng tôi bằng bàn tay và thân thể của người Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow cho biết các nước phương Tây cũng công khai nói rằng Nga nên bị đánh bại trên chiến trường, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow đã sẵn sàng cho diễn biến như vậy. Ông nói trong hoàn cảnh như vậy, nếu họ muốn có mặt trên chiến trường, hãy để nó có mặt trên chiến trường. Nga tung binh lực khắp mặt trận,
Ukraine hứng tổn thất nặng nề. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine tổn thất nặng nề cả về nhân lực và khí tài trong các cuộc giao tranh suốt tuần qua. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 9 thông báo các lực lượng Nga đã đẩy lùi 28 cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Donetsk trong tuần qua, khiến lực lượng Ukraine phải chịu 1.455 thương vong. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến phía Nam đã triển khai các cuộc không kích, tên lửa và pháo binh để đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine gần Krepchenivka, Adepnevka và Marinka ở Donetsk. Ở hướng này, quân đội Ukraine cũng mất 16 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, cùng 25 ô tô, 15 khẩu pháo dã chiến và 2 hệ thống pháo phóng loạt. Ngoài ra, 3 kho đạn và 2 đoàn tấu quân sự thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 37 của Ukraine cũng bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố gần 260 máy bay không người lái UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trong tuần qua. Trong tuần qua, lực lượng phòng không và hệ thống tác chiến vô tuyến điện tử của Nga đã phá hủy hoặc gây nhiễu 257 máy bay không người lái của Ukraine, đồng thời đánh chặn 46 tên lửa HIMARS, 9 tên lửa hành trình Storm Shadow, 2 bom lượn GDAM và 3 tên lửa chống radar HARM. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, Nga cũng tuyên bố gây tổn thất lớn cho Ukraine ở mặt trận Kupian trong tuần qua. Kupian là một thành phố thuộc tỉnh Kharkov, miền đông Ukraine. Theo hướng Kupian, các đơn vị của Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 14, 30 và 32 của Ukraine, cũng như lữ đoàn tấn công đường không số 25 gần Sinkovka, Ivanovska và Brestovoy ở vùng Kherson, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 215 binh sĩ Ukraine, 6 xe chiến đấu bọc thép, 18 ô tô, 24 khẩu súng dã chiến và hệ thống phòng không M1097 Avenger do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy ở hướng này. Trong những ngày qua, Nga đã gia tăng đáng kể các cuộc pháo kích vào thành phố Kupian. Các quan chức Ukraine thừa nhận quân tiếp viện đáng kể của Nga đã biến mặt trận Kupian thành tâm trấn của chiến sự. Máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Nga đã bắn rơi 4 máy bay chiến đấu của Ukraine trong tuần qua. Một máy bay Su-24M, một máy bay MiG-29 và 2 máy bay chiến đấu Su-25 của không quân Ukraine đã bị phá hủy gần Novoplamirovska ở vùng Nikolaev, Novorossovska và Novopokrovka ở vùng Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ trong một báo cáo. Ngoài ra, một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine đã bị máy bay không người lái của Nga phá hủy tại sân bay Dugistevo bên ngoài Donetsk. 2 trạm radar đã bị phá hủy ở vùng Kherson và 2 trạm khác ở vùng Zaporizhia. Theo báo cáo của quân đội Nga, trong tuần qua, lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở trên bán đảo Crimea bằng cách sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 5 tên lửa hành trình, 1 tên lửa chống hạm Neptune và 37 máy bay không người lái, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công này của Ukraine. Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, lực lượng Ukraine đã mất 477 máy bay chiến đấu, 249 máy bay trực thăng, 7.067 máy bay không người lái, 438 hệ thống tên lửa đất đối không, 12.071 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.154 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 6.502 pháo dã chiến và súng cối và 13.351 phương tiện quân sự đặc chủng. Láng giềng Ukraine quyết xây dựng lục quân mạnh nhất châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định nước này đang xây dựng lực lượng chiến đấu trên bộ mạnh mẽ nhất ở châu Âu với số lượng binh sĩ thường trực lên đến 300.000. Pravda Ukraine hôm nay 24 tháng 9 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Marius Brajak tuyên bố Warsaw đang nỗ lực biến lục quân Ba Lan thành lực lượng chiến đấu trên bộ mạnh mẽ nhất ở châu Âu với số lượng binh sĩ thường trực lên đến 300.000 người. Nếu chúng ta đảm bảo rằng từng cm đất Ba Lan đều được lục quân Ba Lan bảo vệ, thì chúng ta có thể đảm bảo sự an toàn cho đất nước, lãnh đạo quân đội Ba Lan khẳng định. Từ sau khi chiến sự nổ ra ở Ukraine, Ba Lan đã tăng cường mua sắm khí tài quân sự và thực hiện các biện pháp tăng sức mạnh cho lực lượng chiến đấu mặt đất. Warsaw năm ngoái từng công bố mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP. Tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố Warsaw hiện không còn chuyển giao bất cứ loại vũ khí nào cho Ukraine vì đang tập trung trang bị những khí tài hiện đại nhất cho chính lực lượng vũ trang của Ba Lan. Đầu tháng 9 năm 2023, nhà chức trách Ba Lan đã đạt thỏa thuận với nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin về việc mua 486 bệ phóng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, trong đó phần lớn chúng sẽ được liên doanh sản xuất trên lãnh thổ quốc gia châu Âu từ năm 2025. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một quân đội Ba Lan mạnh mẽ để ngăn chặn nguy cơ bị tấn công,
ông Blatchak từng phát biểu. Trong vòng 2 năm, Ba Lan sẽ có lực lượng lục quân mạnh nhất và thành phần quan trọng nhất của đội quân, đó là pháo binh. Năm ngoái, Ba Lan cũng thông tin về việc mua sắm thêm 48 tiêm kích FA-50, 180 xe tăng K2 Black Panther và lựu pháo K9 của Hàn Quốc, cùng 116 xe tăng M1 Abram đã sử dụng của Mỹ, bên cạnh đơn đặt hàng 250 chiếc mới khác. Cử chỉ bất ngờ của ông Zelensky với Ba Lan giữa căng thẳng ngũ cốc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dừng chân ở Ba Lan để trao giải thưởng cho hai tình nguyện viên nước sở tại nhưng không gặp quan chức Ba Lan. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao giải thưởng nhà nước cho hai tình nguyện viên Ba Lan trong chuyến dừng chân tại nước này hôm 23 tháng 9, nhưng không gặp bất kỳ quan chức nào vì quan hệ giữa Kiev và Warsaw đang căng thẳng do vấn đề ngũ cốc, theo hãng tin Reuters. Tuần trước, Ba Lan quyết định gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine, làm lung lay mối quan hệ của Kiev với nước láng giềng, vốn là một trong những đồng minh trung thành nhất kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Hôm 22 tháng 9, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã nhắn gửi đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng đừng xúc phạm người Ba Lan. Động thái này cho thấy ông Morawiecki tiếp tục duy trì lời lẽ gay gắt đối với Kiev, bất chấp sự xoa dịu trước đó của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ông Zelensky đã khiến Ba Lan tức giận khi nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, rằng Kiev đang nỗ lực bảo toàn các tuyến đường bộ để xuất khẩu ngũ cốc. Nhưng một số nước châu Âu vì đã dựng nên câu chuyện ly kỳ về ngũ cốc để gián tiếp ủng hộ Nga. Ba Lan cùng với Slovakia và Hungary đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với ngũ cốc Ukraine hôm 15 tháng 9, khiến quan hệ giữa Ukraine và các nước trên trở nên căng thẳng. Ukraine đã nộp đơn khiếu nại ba nước láng giềng lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hôm 23 tháng 9, trên đường trở về Ukraine, Tổng thống Zelensky đã trao giải thưởng cho Bianca Zelenska, một nhà báo đã giúp vận chuyển trẻ em bị thương đến các bệnh viện ở Ba Lan, và Damian Duda, người đã tập hợp một đội y tế để giúp đỡ những thương binh gần tiền tuyến. Ông Zelensky cảm ơn tất cả những người Ba Lan ngay từ những ngày đầu tiên đã mở cửa gia đình, mở cửa nhà ở, thật tình và giúp đỡ đối với những người dân Ukraine. Tôi tin rằng bất kỳ thách thức nào trên con đường chung của chúng ta đều chẳng thể so bì với thực tế là nhân dân chúng ta có sức mạnh như vậy, ông nhấn mạnh. Một trong những người nhận giải thưởng, Duda, nói với Reuters rằng ông Zelensky tỏ ra rất thân mật tại cuộc họp như một người bạn cũ. Đối với chúng tôi, chính trị không quan trọng. Điều quan trọng đối với chúng tôi là giúp đỡ những người cần nó, Duda nói. Ông Marin Bridak, chủ nhiệm văn phòng chính sách quốc tế của Tổng thống Ba Lan, nói với trang tin Onet.pl rằng văn phòng của ông đã không nhận được bất kỳ đề nghị gặp gỡ nào trong thời gian ông Zelensky ghé qua Ba Lan. Tổng thống Ukraine Zelensky đã trao thưởng cho hai tình nguyện viên Ba Lan trong chuyến dừng chân ở nước láng giềng hôm 23 tháng 9. Tuy nhiên, ông không gặp bất kỳ quan chức Ba Lan nào vì quan hệ hai nước đang căng thẳng. Tuần trước, Ba Lan quyết định ra lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine, làm lung lay mối quan hệ của Kiev với nước láng giềng, vốn là một trong những đồng minh trung thành nhất kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hôm 23 tháng 9, trên đường về nước từ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở Mỹ, Tổng thống Zelensky đã trao thưởng cho Bianca Zalewska, một nhà báo đã giúp đưa trẻ em bị thương đến các bệnh viện Ba Lan, và Duda, người đã tập hợp một đội y tế để giúp đỡ những người bị thương ở gần tiền tuyến. Ông Zelensky cảm ơn tất cả những người Ba Lan ngay từ những ngày đầu tiên đã dang rộng vòng tay giúp đỡ. Một trong những người nhận giải thưởng Duda nói rằng ông Zelensky tỏ ra rất thân mật tại cuộc họp. Như vậy, một người bạn cũ, Duda nói, đối với chúng tôi, chính trị không quan trọng. Điều quan trọng đối với chúng tôi là giúp đỡ những người gặp khó khăn. Người đứng đầu văn phòng chính sách quốc tế của Tổng thống Ba Lan nói rằng văn phòng của ông không nhận được bất kỳ đề nghị gặp gỡ chính thức nào trong thời gian ông Zelensky ở Ba Lan. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!